Vâng, trân trọng giới thiệu với toàn thể đại gia đình nhà chúng ta, vị trưởng đoàn của phái đoàn Nhà Trai cùng phái đoàn dẫn chú rể đang tiến vào lễ vu quy của chúng ta. Đề nghị mọi người chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn Nhà Trai. Trân trọng kính mời vào trong gia đình và trong nhà, và trân trọng kính mời toàn thể các bạn trẻ của chúng ta trong phái đoàn Nhà Trai cùng toàn thể phái đoàn Nhà Gái trở ra trung tâm lễ vu quy ngoài dạng vu quy để chúng ta cùng ngày chung vui cùng kỳ trọng chương này. Một lần nữa tôi rất xin thay lời gia đình trân trọng kính mời các quý vị và trân trọng kính mời cùng xuôi nước xuôi chầu uống nước để cùng chung vui hạnh phúc gia đình và chúc mừng sự hạnh phúc cho hai bạn Thu Huyền và Đình Thắng. Xin chân trọng.